vật phẩm mà hôm nay các bạn nhận được sẽ là cái này. Nhưng mà mình nghĩ độ hot của nó sẽ không bằng cái vật phẩm này đâu. Nhưng mà thôi kệ đi, có vật phẩm miễn phí thì chúng ta cứ làm thôi à. Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè. Hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ. Cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Đây là tựa game mà các bạn sẽ lấy vật phẩm miễn phí nè. Và cái vật phẩm nó sẽ kéo dài tới ngày 26 tháng 7 thì sẽ không còn lấy được nữa. Các bạn khi mà vào game á, nhìn góc trái trong mây là nó sẽ có bảng nhiệm vụ nè. Các bạn chỉ cần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ này thì sẽ nhận được vật phẩm thôi. Giờ thì May sẽ đi đến cái chỗ mà đeo cái nón nha. Thì đó là một trong ba cái nhiệm vụ mà các bạn cần phải làm. Các bạn đi đến chỗ này cho May nè. Sau đó thì đi lên đây. Bấm vào. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái nón này cho May và đeo nó vào. Vậy là xong một nhiệm vụ rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng đến với nhiệm vụ thứ hai là các bạn sẽ đeo cái nón mà chúng ta vừa mới chọn đi đến cái khu chụp hình và chụp cho mình một tấm. Vậy là xong cái nhiệm vụ thứ hai luôn. Các bạn chỉ cần nhấn nút chụp hình, sau đó thì nhấn dấu X để ra khỏi cái chỗ chụp hình. Đó, vậy là xong hai nhiệm vụ rồi mọi người. Và cái nhiệm vụ ở đầu tiên như thế này là nó yêu cầu các bạn sẽ chơi hai cái game. Chỉ cần chơi hai cái game thôi, không cần phải chiến thắng. Bây giờ thì May đang chờ ghép trận nè mọi người. Nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Mỗi một trận thì nó sẽ kéo dài trong vòng 3 phút. Thì các bạn sẽ chỉ cần mất khoảng 6 phút để mà hoàn thành hết hai trận. Chắc cái đoạn này thì May không cần phải review hết trận đâu. Mọi người có thể nhìn thấy là cái gốc này nó thời gian nó khá là lâu á. Cho nên là May sẽ tua nhanh cái quá trình mà để nhận được vật phẩm nha. Thì các bạn chơi cái khúc cung cầu này kiểu giống như là hả, cứ ghi bàn chạy qua bên khung thành của đối thủ á, ném trái banh vô để ghi bàn để được nhiều điểm thôi. Sau một khoảng thời gian nó trôi qua rồi thì đây là cái giây phút cuối nè. Mặc dù là thua nhưng mà vẫn tính là đã hoàn thành một trận nha mọi người. Mình sẽ cho mọi người coi cái tiến trình của cái trận đầu tiên mà May hoàn thành. Mấy bạn thấy không, 1/2 rồi, bây giờ chỉ cần hoàn thành trận thứ hai nữa là ok. Nhưng mà xu một cái là May chơi còn tầm khoảng 25 giây nữa thì tự nhiên game nó bị đứng và bị kích ra ngoài. Trời ơi tôi tức á. Sau đó thì May sẽ out game ra, xong rồi vào lại một cái server khác và chơi tiếp. Bởi vì game này có sale nên là chỉ cần hoàn thành thêm một trận nữa là sẽ nhận được vật phẩm. Cái khúc này là quá lười chơi rồi cho nên là cứ treo cho nó hết thời gian. Các bạn cũng không cần phải làm gì nếu mà lùi á. Khi thời gian nó đã kết thúc thì vừa hoàn thành hai trận là nó sẽ có cái quy hiệu như thế này. Vô cùng đơn giản và dễ lấy luôn đúng không mọi người? Ok thì bây giờ mình sẽ đến với phần avatar review cho mọi người coi nha. Mình cũng không có nhận xét gì quá sâu sắc đâu. Bởi vì các bạn đeo vào nhìn cũng đánh giá được là nó đẹp hay xấu rồi. Riêng mình là mình chê rồi đó. Thì đây là cái vật phẩm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ lấy được. Ok, chúc các bạn làm sự kiện này thành công nhé. Hẹn gặp mọi người ở những vật phẩm miễn phí tiếp theo. Bye bye mọi người.